Hello. Tắt khờ nha mọi người. Quá tuyệt. Siêu đỉnh cho mọi người luôn. Hiện tại là bây giờ em mã này còn một màu xanh thì thôi, là xám hết luôn mà nó mới chê. Hình như xám còn được 2-3 cái đó cho mọi người đó. Em chỉ vậy, hiện tại là chỉ hình như còn màu xanh thôi. Nên là mọi người không nhanh tay là hết hàng luôn nha. Tại vì những cái mẫu em may như thế này là em chỉ may hàng số lượng giới hạn thôi cho mọi người đó. Và hàng đợt này riêng cái mẫu những cái mã mà liên tục như vậy nè, thì em sẽ dành cho những chị nào mua đầu tiên sẽ là bỏ hộp cho mọi người luôn. Đây, hôm nay chị nào mà mua trên live luôn ha, là em sẽ bỏ hộp chắc được tầm 5 chị đầu tiên. 5 nha. Chị đầu tiên em sẽ bỏ hộp để có như là tri ân cho mấy chị. Nói chung á, tại vì thực sự cái giá của em nó không có quá cao để mà có thể đầu tư packaging cho mọi người, nhưng mà nói chung là em cũng sẽ cố gắng làm đẹp nhất có thể cho mọi người. Đây, cho những chị nào đầu tiên mua là sẽ được nào đóng gói như thế này nha cả nhà. 5 chị đầu tiên thôi, tại vì thực ra thêm những cái giống như packaging này đó, nó sẽ tốn phí nhiều. Tốn phí thì nó cộng vào cái tiền chi phí của mọi người cũng như vậy à. Nhưng mà thiệt ra là em bỏ tiền túi ra để mà đóng gói cho mọi người. Những người nào mà mua những cái mẫu limited như thế này đầu tiên thì sẽ được ha. 5 chị mua like đầu tiên nha cả nhà. 1m6 nặng 52kg thì chắc mặc size vô. Hiện tại tiền lan là 53kg thì vẫn bận được size S. Tùy vào vòng eo của bạn bao nhiêu, eo của bạn bao nhiêu nha. Size S bên mình là eo 63M, eo 68 ha. Đây, kim tuyến này nhìn đã lắm mọi người. Nhìn nó rất là bling bling luôn mọi người ơi. Nào cho mọi người coi, lên đèn là xuất con bài sắc luôn, để em bật đèn sáng hết sức có thể nè. Show màu kia với chị đây nè, em có che phía sau nè. Đây, màu này em còn ít thôi nha mọi người. Hình như cái màu này phải lên đèn á. Ở đây hiện tại em live stream á, mọi người không có thấy rõ cái mức độ bling bling của nó đâu. Còn bên ngoài nó bling nhiều hơn trên đây rất là nhiều nha mọi người. Trời ơi, mọi người đi chơi tối thôi là bling rất là nhiều luôn. 350.000 nha cả nhà. Ôi, 360.000 nha cả nhà. 360. Xinh lắm. Dây là dây đá giúp em. Đây, sợi dây đá giúp em nha mọi người. Dây đá giúp em. Dẫn em vô nhà vệ sinh nó đóng cái cửa này lại giúp chị. Mẫu chị mặc em 74 hả? Không vừa rồi tình yêu ơi. Mẫu mặc em 74 không vừa. Bên em size SL 63M, SL 68 rồi cả nhà ơi. Nên là cả nhà mua hàng lưu ý kỹ giúp em nha. Lưu ý kỹ số đo để mình mua hàng mặc cho đẹp nha. Hiện tại em là L 63, em vẫn bận vừa size S nha. Mà được một cái mẫu này nè mấy chị. Khi mà mấy chị bận lên á, ngực ra ngực, eo ra eo, mông ra mông, nó hấp dáng ba vòng cho mấy chị này, luôn. Mấy chị mà nhà mà muốn bụng dài hơn thì có thể kéo xuống giúp em ha. Còn chị nào lùng lùng bé đó, bé chân đẹp á, kéo ngắn lên. Cái mẫu này mấy chị rất là dễ mặc giúp em luôn. Đây nha, 5 chị đầu tiên hôm nay chốt like mấy chị sẽ được hộp nhé. Mà không phải màu nu, nó là màu xám á mấy chị yêu. Màu xám. Đầm vàng sau bao nhiêu ạ? À? Marine á, Marine là 360 nha chị yêu ơi. Một mét 50 bận dài tới đâu, cái này tùy mấy chị muốn mặc tới đâu mặc luôn á, kéo lên được hoặc là thả xuống được luôn nha chị. Rồi, yêu. Rồi bây giờ em báo giá cho mọi người chốt luôn mã này nha. Tại vì mã này bây giờ em còn ít lắm hàng, số lượng giới hạn để cho mọi người chốt thôi. Nên ai mua được thì có nha. Rồi em báo giá luôn, size S là eo 63M, eo 68 giúp em ha. Màu xám em chỉ còn vài cái để cho chị nào mà lấy hàng nhanh nhất nha. Rồi, 360.000 cho em này giúp em. 5 chị đầu tiên sẽ được có hộp nha. Đây, 360.000 thôi mấy chị ơi, rất là rẻ nha. 5 chị đầu tiên em sẽ bỏ vô hộp này coi như tri ân tặng cho những chị nha. Thiệt ra những cái packaging này nè là coi như là bình thường những shop khác người ta đã cộng chi phí vào rồi, bên em thì chưa cộng, nhưng mà hôm nay là coi như là tri ân cho những chị nào mua hàng đầu tiên giúp em luôn ha. Đây. Xịn sò lắm. Có vẻ là nó không có được bling bling nhiều. Cái này nè là phải tắt đèn xong rồi chiếu flash lên á đó. Đó, em tắt đèn có vẻ nó
bubbling nhiều hơn ha mấy chị ha. Em tắt đèn có vẻ bubbling nhiều hơn. 3m Nguyễn Thanh Tú lên cho em thêm địa chỉ nha. Set trắng với tím pastel. Rồi set win tím line lên cho cả nhà nha. Set win đó là em cho em line. Hiện tại em có size M rồi. Size S là chắc tầm ngày mai, chiều mai là sẽ có cho mọi người rồi. Nên là bây giờ mọi người cứ chốt trước. Màu đang bận là màu xanh navy. Nó sang cực kỳ luôn á cả nhà. Xanh navy ha. Còn màu kia là màu xám. Lấy cho em thông tin địa chỉ và số điện thoại nha mấy chị ơi. Rồi. Em thấy rồi nhưng mà mấy chị phải cho đầy đủ thông tin em mới chốt được nha. Chị Tú ơi. Rồi Tú lên cho em thêm địa chỉ nha. Đây. Rất là xinh nha mọi người. 360 thôi nha mọi người. Rồi em qua mẫu, tại mẫu này em còn ít thôi, số lượng không nhiều. Em qua mẫu để cho mẫu mới mọi người mua nha. S33 à, em nhầm, M L 69 ok. Được nha, mẫu này L 69 ok. Tại vì ý là hồi nãy lấy S á. À. Rồi một xanh S cho tình yêu Hưng Lai, một xanh M cho tình yêu Thanh Tú. Tú ơi lên thêm địa chỉ cho em nha Tú ơi. Trời, mấy cái mẫu này mà mấy chị qua đợt mua là không còn đâu. Giống như cái mẫu nãy hồi giờ xưa. Chưa giới thiệu là cái dây này em kết bằng dây đá chứ không phải là dây gì. Tôi nói nữa. Rồi, đây nói dây rồi này hả? Dây đá. Rồi Thanh Vi là một navy S nè. Ok mấy chế yêu nè. Rồi Thùy Diễm một xám S lên cho em số điện thoại địa chỉ luôn đây nha. Đây xám đây nha mọi người. Tắt đèn giùm mua nha. Cho mọi người xem cái độ lấp lánh của em á. Vẫn không có lấp lánh được. Có lấp lánh hơn tại vì bật đèn lên nó bị mất cái lấp lánh luôn á. Nè bun tắt bun đưa cái xám lại gần thấy cái đó. Đó mọi người thấy đó. Được cái độ lấp lánh của em nó chưa? Ở ngoài lấp lánh hơn rất là nhiều. Cái này mấy chị mà đi party á, đi ban đêm á, đèn chiếu chiếu vào á cả nhà. Xám em còn ít lắm cả nhà ơi. Xám em còn hình như đâu 4 bộ nữa là hết rồi nha mọi người. Rồi chị yêu set sau tiền size S không trinh? Dạ còn á chị yêu. Có nhưng size mà hôm S nay... nhưng mà chiều mai giúp dạ. Em. Nhưng mà mọi người cứ chốt đi rồi chiều mai em trả đơn hết luôn nha. Tại vì hiện tại là màu xanh đậu là hình như mọi người chốt gần hết rồi. Mọi người chuyển khoản chút trước cho em gần hết. Xanh đậu với lại màu màu tím á. Ồ mọi người đã chuyển khoản chốt em gần hết rồi nên là em chưa biết được. Xám mờ cho chị Tú yêu nè. Ờ xám hả? Hồi nãy chị lấy xanh mà xám mờ hình như hết rồi hay sao á tình yêu ơi. Lấy xanh cho em nha. Để em coi coi xám còn không nha. 1m7 bận không ngắn nha chị yêu. À xám này xám mờ hả? Tưởng xám S. Ok chị yêu. Chị yêu Nguyễn Thanh Tú xám mờ có nha. Là vậy là xám chỉ còn mờ thôi luôn á. Là vột với một cái này là một cái S nè. Hết xám. Hết xám S luôn các mấy chế ơi. Em chỉ còn được xám mờ 4 cái là cuối cùng nha. Của em có hộp đúng rồi. 5 chị đầu tiên là có hộp nha cả nhà ơi. 5 chị đầu tiên chốt trên line sẽ có xin hộp nha. Xin lắm nè. Ready to open your new dress nè cả nhà ơi. Shop mình ở đâu em mở Nguyễn Trãi mới chế yêu nhưng mà thời gian dịch này hạn chế qua giúp em. Nếu mà có qua thì phải đeo khẩu trang luôn xuyên suốt giùm em nha cả nhà. Lưu ý nha, tại vì nói chung mà bảo đảm sức khỏe cho mình và cộng đồng nên là các chị yêu mua online đi. Bây giờ em like nhiều để cho mọi người để mọi người coi like không cần qua shop đó. Rồi đây ha. Màu xám của em S có không ạ? Thùy Diễm ơi, xám S là em còn được cái cuối cho chị đó là hết xám S luôn rồi nha cả nhà. Rồi em qua mẫu nha mọi người ơi. Rồi em qua marine nha. Qua marine cho mọi người luôn. Đây em lên mẫu này cho cả nhà nha. Marine bữa giờ mấy chị săn đón qua chưa có chùa riêng cái nào thôi. À, dạ em ở thành phố Hồ Chí Minh đúng rồi đó chị yêu ạ. Ok chị Thùy Diễm nè. Rồi em qua marine nha. Marine bữa giờ mấy chị hỏi quá nhiều thiệt sự luôn. Marine không có hàng kịp để mà về luôn á. Hôm bữa marine á được có mấy cái là chụp hình trước vậy đó mà mấy chị chốt ầm ầm thiệt sự luôn. Marine là em từ được chị like như mò kim đáy biển. bật theo dõi liền chị yêu ơi, bật theo dõi liền để không trời có bị ơi, hụt like quá à. Rồi marine nha mấy chị. Rồi em đứng lại mã này giùm em nữa. Buckle nha. Buckle ai lấy thì nhanh tay chị em luôn. Buckle ai lấy đang tay bao nhiêu? Buckle là 360 nha cả nhà ơi. Em đứng xa lại lần nữa nè để em kéo thì kéo em đứng lên xa lần nữa cho mọi người coi. Như có hai màu giùm em nha, màu navy và em này em chưa kéo thì kéo cho mọi người coi đỡ giúp em. Đó. Em mua ship wrap được không chị? Được, ship wrap mấy chế đặt đi. Tôi mua mẫu mannequin mặc đẹp xuất sắc luôn bà. Nếu có chật eo thì cũng có chỗ nới khỏi sợ luôn. Cảm ơn chị Cindy Trinh nha. Em thiết kế nha mọi người nên là mọi người yên tâm nha. Tôi luôn có
chợ nới cho mọi người. Rồi. Qua mẫu nha mọi người ơi. Em qua mẫu nha, Paco 360 thôi nha. Em qua mẫu. Bữa em đặt Marine ý, chị đã đi hàng cho em chưa? Xem chưa nhận được chị Thanh Hằng hả? Thanh Hằng chị đặt lâu chưa chị yêu ơi? Nếu mà chị đặt lâu mà hôm nay vẫn chưa nhận được là em chưa có đi đơn rồi. Đặt lại giúp em nha tình yêu ơi. Set trắng phía sau bao nhiêu? Set win tím lên cho cả nhà nha. Set win tím lên cho. Cái vàng giá nhiêu ạ? Rồi để mẫu thử ra rồi báo giá cho cả nhà luôn nha. Em có được vàng trắng, đậu đen. Đậu là còn ít nha, mấy nay mới chế xăng màu đậu thấy ghê luôn mới chế. Đậu còn 3 cái thì sao á. Mới chế xăng đậu quá à, chị xăng luôn. Đó là về trả đơn hết rồi đó, còn có 3 cái đậu thôi. Ai không lấy màu là hết gán chịu. Màu em đang mặc bao nhiêu? Là cái em bận bận á hả? Cái em đang bận là 360 chị yêu. Sarah 360 ha. Sarah này ngày xưa em có từng bán rồi nhưng mà em bán tay lưới á mấy chị. Sarah là em bán cái phơm tay giờ. Xíu nữa em lên Sarah cho mấy chị luôn. Nếu mà em đã chốt qua tin nhắn cho Thanh Hằng là em đi đơn rồi, like trước là mới like hôm qua hôm bữa gì mà đúng không chị yêu? Chị có được chốt là chị có được chốt và chắc em đi rồi á. Được chốt là đi đơn rồi nha tình yêu ơi, yên tâm. Ôi. Còn không thì nhắn tin cho em đi, lát em kiểm tra đơn em cho. Kiểm tra đơn cho. Cho em coi dầm đầm trắng dáng sẽ ok, em cho coi hết luôn nhưng mà đợi em xíu. Em cho mấy chế lên mà green trước thì mấy chị yêu nha, để xa xa cho mọi người. Đây, canh mặn và em mặn đây mọi người. Đẹp như nhau nha mọi người, xinh lắm mọi người ơi. Đây, Marine nhà em nha. Có mút ngực luôn cho mọi người nha. Cái form này là ở đây là tim giùm em luôn, form tim giúp em luôn ha. Cái này size M hả ta? Hơi rộng với em xíu. Thôi kệ không sao ha. Đây, em đang mặc là màu trắng, màu vàng, màu trắng, màu vàng, màu đen và màu đậu. Đậu em còn 3 cái thôi, chị em nào thích màu đậu là lấy liền đi cho em nha. Màu đậu đây, mọi người coi may cái tim là xuất sắc ghê chưa. Nó nguyên một cái trái tim trước ngực mình luôn. Form tinh nha. Form mấy cái trái tim này nè, mấy chị nhìn đơn giản nhưng mà nó cực kỳ là khó may luôn nha mấy chế yêu. Phía dưới ở nó là đuôi cá nhẹ giúp em, phía dưới là đuôi cá nhẹ giúp em nha cả nhà ơi. Và có dây tăng đơ điều chỉnh cho mọi người luôn. Có dây tăng đơ điều chỉnh cho mọi người rồi luôn. Em chốt cho Nguyễn Thanh Tú một xá mét hồi nãy nha chế yêu ơi. Hân Lai một xanh nét nè. Để em gái em chốt lại cái đầm bắt khờ cho mọi người đã. Để em xíu nè, nha. Em đọc tên là có đơn nha. 5 chỉ đầu tiên là được gói trong hộp nha. Rồi Hân Lai xanh nét nè, Hân Lai nè. Hân Lai xanh nét nè, Bun đọc và cộng bên ai lấy cái marine của Bun nè. Rồi để em xíu nha. Rồi. Rồi Thanh Vy một navy S nè, Thanh Vy em nè. Lấy đầm xám à. Chị lấy bắt cô hả? Đỗ Ánh Lộc chị lấy bắt cô cho em thông tin nha. Kèm size, kèm màu, kèm số điện thoại địa chỉ nha mấy chế yêu. Lấy bắt cô cho em thông tin nha. Thùy Diễm nè. Rồi chị cứ inbox đi rồi em kiểm tra lại cho chị nha. Thùy Diễm xám S nè. Là 4 chị rồi đó ha, 4 chị rồi đó. 62kg là mặt bên em không vừa đâu chị yêu à. 62kg em lấy cái bao trong bỏ vô giùm chị, ghi chữ chị. Đầm canh mặt rồi, ok em qua liền mấy chị ơi. Đầm canh mặt có mấy màu phải không? Rồi em xíu có 4 màu á mấy chị ơi. Đây đầm canh mặt có tổng cộng màu vàng, màu trắng em mặt ha. Đúng rồi. Màu trắng em mặt, màu đậu và màu đen. Đậu và đen giúp em mặt. Màu đen là mê mấy chị. Ok. Màu đậu. Rồi xám mờ chốt rồi nha tình yêu ơi. Xanh nét chị Hani vỏ. Xanh nét là cái gì chế yêu? Xanh gì nhờ? Xanh S là mấy chị lấy mã nào vậy? Mấy chị lấy mã em Marine đang mặc hay là mẫu Paco? Xám S nha chị. Xanh S. Ủa mấy chế yêu. Ủa, mấy ơi. Chị chốt gì vậy? Ủa bị chậm hả? Bị lai chậm hả ta? Chắc bà rồi mấy chị chốt gì vậy ta? Mấy chị chốt Paco hả? Thùy Diễm. Thanh Tú em mờ. Thanh Tú chốt rồi, Thanh Tú em mờ, em chốt rồi em đọc lộ mét đó. Hany vỏ nè, Hany vỏ là xanh S. Hany vỏ chốt chưa bắt chốt. Hany vỏ chưa chốt nè. Hany vỏ cho mình thông tin số điện thoại đi bạn ơi. Like với lụa cổ đổ xíu nữa nha chị ơi. Hân bờ nờ xám S là lên số điện thoại địa chỉ cho em là luôn nè. Chị lấy bắt khờ phải không mấy chị? Đợi em xíu nè mấy chị lấy bắt khờ đúng không? Đầm nhúng hai dây đá xám là bắt cổ. Đó là bắt cổ. Đúng rồi, mấy chị ghi đầm nhúng cũng được, đầm đá cũng được. Là em hiểu rồi. Tại vì khi em đặt cái tên của nó. Đây đặt tên, em đặt tên sản phẩm là bắt cổ đó. Nên là mấy chị yêu nào mà không ghi được thì ghi giùm em nha. Mẫu mặt không có lờ mấy chị ạ. À. Thích mẫu này hở lưng sâu quá nên không mặc được.
mẫu nào mẫu lưng ta đâu, chịu. Với lại mã này của em đang mặc có mút ngực ha, nên mấy chị mặc thoải mái. Đầm xám CS hết rồi chị, hết rồi. Em còn em M, chị yêu nào mà ví dụ mà eo của mình rơi vào xăm 3, xăm 4 vẫn có thể lấy M dùm, lấy M dùm em ha. Tại vì biết sao không, cái mẫu này form xuất sắc luôn. Váy em mặc tên gì bao nhiêu em biết, em đang mặc là marine nha chế yêu, sai rồi, like cái marine rồi, nha cả nhà. Rồi marine nha mấy chị nha, chị nào lấy buckle thì cứ ghi đầm nhúng kèm size kèm màu em sẽ chốt nha, em qua mẫu cho mấy chị rồi mấy chị coi. Hân bờn mấy chế yêu lên cho em số điện thoại địa chỉ kèm size kèm màu chung một hàng cho dễ chốt nha. Hân bờn xám em còn xanh nét thôi cả nhà. Mấy chị lấy xanh navy ép giùm em nha. Xám em hết ép rồi, kiểm tra xám còn ép không. Không thì mấy chị đổi qua M giúp em nha. Rồi đây nha mấy chị, mẫu em đang mặc là marine nha, có bốn màu tất cả. Vậy là em còn được sáng hai cái màu đậu, màu đen và vàng đậu. Vậy vàng, đen ép còn không chị? Nó không phải là đen mấy chế ơi, nó là xanh. Xanh navy mấy chị, xanh navy nha. Ủa bộ mấy chị coi coi lai chậm hay sao ta? Không biết, em không biết em có hiện phần anh chậm không nữa. Rồi đây nha, đen, đen, xanh đậu, trắng và vàng nha, tổng cộng 4 màu dùm em, size S, em size 3, M, em size 8, chốt đúng size giúp em ha. Có mút ngực cho mấy chị, dáng của em nó là dáng đuôi cá giúp em. Em cao 1m6, em mặc qua bắp chân luôn giống chị, em cao 1m6, em mặc qua bắp, em mặc đồ anh Lộc lên cho em thêm địa chỉ nè, hơn bờ nờ lên thêm địa chỉ mới chốt được nha. Rồi em lên qua mẫu này cho mấy chị đây nha, đây ha. Rồi mẫu này giúp em luôn, các chị chốt kèm size kèm màu, giá của em nó là 360.000 thôi nha mấy chị nha. Form đỉnh lắm luôn, đỉnh thiệt sự, có dây tăng đơ phía sau cho mọi người luôn ha. Mã này có mút ngực mọi người bận thoải mái. Rồi em sẽ like từ từ mấy chế yêu ơi. Chị ơi like từ từ, coi từ từ giúp em nha, sau lưng nè. Đây sau lưng của em nó nha mấy chị nha. Rồi mã váy lụa này nè, các chị chốt liền cho em tay nhanh tay. Xanh xanh là em hết rồi, xanh em còn 2-3 cái nên là hết luôn nha. Đậu còn được 1 S 1 M hết á cả nhà. Rồi, alo em nghe nè chị Đỗ Lộc ơi, nghe nè. Mẫu marine chị yêu nào chốt nhanh tay giúp em ha. Mẫu này bao nhiêu ạ? 360.000. Váy giá bao nhiêu hả? Không phải, hình như like bị chậm. Ồ hình như nó hiện comment chậm. Chậm hay sao mấy chị ơi. Rồi 360.000 em thử comment vô cái coi. Xanh nhúng mờ. Lên cho em thêm địa chỉ mấy chế ơi. Rồi ok, lên thêm địa chỉ mấy chốt. Lên liền mà đi nói gì vậy? Nó lên chặn khoảng 1-2 giây, 3 giây chung wifi. Không biết. Rồi em mua mã tiếp tục nha, hôm nay em sẽ là nhanh nhiều mã cho mấy chị coi. Rồi mã marine các chị chốt thì nhanh tay giúp em nha. Xanh nhúng mờ nè chị yêu, lên thêm địa chỉ cho em nha chị yêu ơi. Mẫu win lên chưa shop, giờ em lên nè chị yêu. Lên nè chị ơi. Chuẩn bị lên win set cho cả nhà luôn nè. Win xanh navy đâu em? Treo rồi đó. Rồi. Bà đang cầm hai cái á. Đây ha. Đỏ này còn mấy cái thôi. Em mới vào cho em xếp váy của Vuông Úp đi ạ. À. Của Vuông Úp là cái nào? Của Vuông Úp. Vuông Úp là cái nào chế ơi? Vuông Úp là cái nào vậy? Huyền Nguyễn cho địa chỉ coi kìa. Rồi ok, Huyền Nguyễn là một xanh mờ nè. Dạ ok Thanh Hằng ạ. Ủa có chốt không em ơi, em đâu có thấy chị lên địa chỉ đâu. Em nãy giờ em nhắn tin, em nói chị là cho em thêm địa chỉ mà. Mấy chị có nghe em nói không, là mấy chị chốt á là cho em số điện thoại địa chỉ kèm size kèm màu chung một hàng giùm em nha mấy chế ơi. Em chưa thấy địa chỉ của chị Đỗ Ánh Lộc luôn nè. Thấy số điện thoại có ha, thấy số điện thoại có mà không thấy địa chỉ. Huyền Nguyễn là xanh nhúng mờ. Một cái xanh mờ cho Huyền, một cái xanh mờ cho Huyền Nguyễn nha. Huyền Nguyễn váy đang mặc có quá hở lưng không em? Không hở lưng luôn chị. Vuông mới đăng, của Vuông mới đăng là mẫu nào vậy em? Mới đăng TikTok hả chế? Vậy cái mẫu gì đang bận nè, quay mới đăng TikTok. Còn set áo thêu thêu dài khối với chân váy không? Còn á chị. Em còn được
từ đi em like từ từ cho chị xem. Rồi một xanh navy cho chị Đỗ Ánh Lộc nè. Lấy em set xanh navy cộng tím sữa ép. Hôm nay chỉ có M thôi. Set win hôm nay chỉ có M thôi. Ép ngày mai giùm em nha. Ép đặt đặt inbox giùm em đi chị Huỳnh Ngọc Yến Trâm ơi. Rồi Huỳnh Ngọc Yến Trâm lên số điện thoại địa chỉ giùm em nha. Huỳnh Ngọc Yến Trâm nè, lên số điện thoại địa chỉ giùm em luôn nha chị yêu. Rồi win đỏ đô cộng trắng mời chị Như single nè. Rồi các chị yêu ơi, em lấy cuốn sổ em chốt S liền cho mấy chị đây. Chốt S trước cho mấy chị win nha. Chốt trước luôn, thiệt sự. Win đỏ mờ đâu em còn. Đỏ S rồi. Đỏ mờ có còn đang may không? E67 là S hay M em? Đỏ mờ đang may là đỏ đô. Đỏ đô chứ không phải đỏ huyết giống vậy đâu. Em M nha chị yêu. Em hết cây đỏ huyết rồi. Em M nha chị Đỗ Ánh Lộc ơi. Chốt M cho chị nha chị Đỗ Ánh Lộc nha. E67 là M chứ không phải là S được nha chị. Rồi. Cái gì giá bao nhiêu? Mẫu nào vậy chị Âu Thi ơi? Rồi em qua mẫu nha. Win giùm em. Win thì bây giờ em chốt sổ cho mọi người trước nha. Win là em chốt sổ cho mọi người trước nha. Dạ rồi ok chị yêu. Win là em chốt sổ cho mọi người trước nè. Rồi Win em có màu xanh navy, màu đen, màu trắng, màu đỏ. Đỏ này đỏ huyết. Ở đây á, hiện tại là em chỉ còn mấy bộ thôi. Đỏ đợt sau sẽ là đỏ đô nha mọi người. Đỏ này đỏ huyết giúp em. Nên là đỏ đợt sau sẽ là đỏ đô. Nên là mọi người khi mà chốt đỏ mà hết đỏ huyết, chốt sang đỏ đô á, thì có gì về hàng em sẽ chụp hình lại cho mọi người coi ha. Rồi Như single chị yêu ơi, đỏ đô cộng trắng cho chị Như single nè. Rồi đây ha, màu này là màu tím sữa. Cái này là like tiếp ta. À, em quay TikTok mọi người coi quá nhiều mọi người biết rồi ha. Và cái màu hot nhất của cái em này đó là màu xanh tự nhiên quên mất tên nè. Màu xanh đậu của nó là cái màu này. Đỏ đô không còn, mình đổi hồng cũng được. Dạ ok chị yêu, đỏ đô thì còn nha. Đỏ đô hiện tại còn. Lấy em mờ đỏ đô nha, chiều em rồi ok Châu Lê. Nhớ nha, em còn màu này nha. Nữa nhưng mà nó sẽ ép hình như chỉ còn 1-2 bộ nữa là hết. Khách order chuyển khoản hết rồi. Nên là okay. Mọi người chốt, nếu mà chốt màu này thì chốt em mờ giúp em nha. Chốt màu đậu thì chốt em mờ giúp em. Em vừa xem trên đầm cổ đổ navy và màu trắng xanh navy và màu trắng giúp em. Đầm link đó là 360 cả nhà. Em đang bận là xanh navy nha mấy chị. Rồi chốt em này giúp em luôn. Win nha, set win kèm size kèm màu giúp em luôn. Có dây tăng đơ phía sau nha mọi người. Đang mặc là navy nha cả nhà. Nút nha, nút ba hàng nút cho mọi người luôn. Ở ngoài thị trường hiện tại là nhiều người á lấy hình ảnh bên em để bán lắm á nha, nhưng mà không phải cái tính chất của cái thứ nhất đó là thu quần họ may rất là ngắn. Marine đậu còn em một cái mờ á chị. Cái thứ hai á, họ may cái quần không có nẹp nha mọi người, nên là mọi người sẽ mua về sẽ thấy có sự khác biệt hoàn toàn với hàng của em nha mọi người. Rồi, mẫu mới nhiều quá chị Lộc ơi. Marine đậu mờ em còn được một cái á chị yêu. Rồi Win. Win là 350 nha cả nhà. Win set 350 nha mọi người. Win set 350 giúp em. Rồi em đứng phân cho mọi người có túi nha. Nhớ giùm em là mã này có túi luôn. Rồi chốt mã này cho em nha. Rồi em qua set Win mọi người chút nhanh tay đi. Sao hôm nay không bộ em mặc luôn xanh đậm má. Dạ dạ rồi luôn nha chị. Dạ yêu. Rồi ok em M. Đỗ Ánh Lộc em M nè. Đỗ Ánh Lộc con. Em M là hôm nay em đi đơn nha. S thì ngày mai em trả đơn cho mọi người sau nha. Rồi Win đỏ đô. Đỏ đô có chốt không em? Châu Lê dạ có nha. Win đỏ đô chốt chị Châu Lê mọc luôn. Mọc 55 nè, đậu M nè, Marine mọc 55 đậu M. Okay, chị Châu Lê yêu. Lên thông tin cho em nha. Lên thông tin em mới gửi hàng được nha chị yêu ơi. Marine nè, ok nè, chốt Marine cho chị nha. 155. Rồi Win xếp cho chị nhanh tay chốt hàng cho em nè. Xinh lắm Win nè. Đây, giúp bọc đây. Còn được một tím mờ sẵn nha cả nhà ơi. Tím mờ là có sẵn nha. Tím mờ là có sẵn đó, nên là các chị kêu nhanh nè. Marine đậu mờ em hết rồi cả nhà ơi. Sao mới chế dạo này mới chế ấy đậu cái à, con dùng cái đậu treo là mờ hay là ép dùm. Cái này em chịu đổi nào.
Em hết marin đậu mờ rồi cả nhà ơi. Sao một mọi người chút cứ em qua mã khác, cái mọi người chút lại cái mã hồi nãy em mặc vậy ta? Ờ không biết nữa. Em không biết cái mạng có bị gì không hả? Hay là mấy chị suy nghĩ rồi mấy chốt ta? Ok Tiên ơi, biết rồi nha Tiên ơi. Cho size M cho Châu Lê nè. Size M đỏ rô cho Châu Lê, em biết rồi nha chị em, chốt rồi nè. Chốt cho chị yêu rồi nha. Đợi đọc, đợi chị, đợi gì? Đợi chị coi xong gom đơn đi chung nhé. Dạ ok chị yêu. Giờ là nhanh chút ạ. La vậy mà không đủ nhanh nữa hả? Sao cái chị Tiên Tiên này chị nhắn liên tục mấy tin luôn vậy? Lấy em xanh navy cộng tím sữa. Rồi em chốt rồi cho Huỳnh Ngọc Yến Trâm rồi nha. Âu Thi kìa. Âu Thi lên cho em thông tin rồi nha chị Âu Thi ơi. Mẫu đang mặc trắng và đen size S nha chị. Ok chị Âu Thi lên cho em số điện thoại địa chỉ nha cả nhà. Rồi em thử qua màu trắng cho mọi người xem nha. Hôm bữa hình như em chưa có thử màu trắng một lần nào cho mọi người xem nè. Xanh navy nha, em đang mặc là xanh navy nha. Hôm nay set win là size M em sẽ đi đơn luôn, còn size S là đợi giùm em ngày mai em đi đơn cho cả nhà nha. Size S ngày mai em đi đơn, coi cái chất trắng này mọi người. Trời rồi ok chị Âu Thi nè. Của chị Âu Thi là một trắng và đen S. Đây, cái chất trắng này đó người ta gọi là trắng pha lê, cái chỗ mà bán của cái set win này nè. Là người ta gọi cái chất này là lụa pha lê. Đợt này là đợt cuối em may cái chất này nên là mọi người không nhanh tay lắm con nói thầy nha. Đợt này là đợt cuối em may cái chất này nha, nên là mọi người nhanh tay lấy cái chất này cho em nha. Rồi Nguyễn Thị Như Quỳnh lấy em đỏ lên cho em số điện thoại địa chỉ nha mấy chị yêu. Cái đỏ em treo phía sau này nó sẽ là đỏ huyết nha cả nhà. Em chỉ còn có đúng một cái này size S thôi. Còn đỏ là đợt sau ngày mai mà em trả đơn cho mấy chị là đỏ đô là đỏ này nha cả nhà. Là đỏ đô là đỏ như thế này nha mấy chị, không phải là đỏ này nữa. Nên là cái set win này em còn có một cái này là size đỏ huyết size S thôi nha. Rồi Nguyễn Thị Như Quỳnh lấy cái đỏ cuối cùng này lên cho em số điện thoại địa chỉ luôn nha. Lên cho em số điện thoại địa chỉ luôn nha chị yêu ơi. Em dơ màu lại màu ren cho mấy chị nha. Màu ren á, size màu đen á thì em còn cả S và M cho mấy chị luôn. Nhưng mà ren á, màu đậu là em chỉ còn size S thôi nha cả nhà. Ren màu đậu là em còn size S thôi à. Ren đậu là em còn size S thôi nha mấy chị yêu. Đây nè, màu ren đen nha. Em chỉ cần cầm cái form của màu ren thôi là mấy chị thấy cái form nó rất là đẹp rồi. Là kiểu như là ngực to nè, eo nhỏ và mông to cho mấy chị luôn á. Thành cái đồng hồ cát luôn ha. Đây, cái lưng của nó không hề sâu đâu nha mấy chị. Lưng của nó chỉ là V nhẹ như thế này, uốn lượn như thế này thôi nha, không hề sâu nha. Có sẵn quýt ngực nha. Lily đen S, Lily lấy set win đen S lên trên số điện thoại địa chỉ nè. Ok Nguyễn Thị Quỳnh Như, chốt cho Nguyễn Thị Quỳnh Như một cái S nè. Chị ơi em inbox mình không trả lời. Dạ có trả lời chị yêu, để đang xíu. Đang trả lời nha mấy chị. Em trả lời nhanh tay hết đi em. Đây nha, cái set em mới mặc hồi nãy là màu xanh navy nha mấy chị, chứ không phải đen đâu nha. Nên là mấy chị nhiều khi mấy chị nhận có màu đen và màu xanh navy nha, hai màu á. Rồi em đang mượn là màu trắng nha mấy chị, size M. Lily đang ép lên số điện thoại địa chỉ giùm em nha. Em đang mượn là size M nha mấy chị. Em đang mượn là size M. Nhớ nha, cái màu đỏ sau là em. Ủa cái này nó có đen không vậy? Hay là nó là xanh navy? Nó có đen hả? Mẫu trên tay nãy chị cầm bao nhiêu? 360 tình yêu ơi. Cho em xem đầm đỏ dây sao lưng. Ok để đây xíu chị. Đỏ khi mấy chị nhận á, đỏ đôi sẽ là màu đỏ này giúp em nha. Đỏ đôi sẽ là màu đỏ này giúp em. Nhớ kỹ nha mấy chị. Thâu cái dây lên. Trời ơi cái trắng màu trắng này á, chị yêu nào mà biết cái mã này mà mã gốc của nó, của nó là người ta may cái chất này luôn à. May cái chất màu trắng này nè. Người ta gọi là lụa pha lê, anh em gọi là lụa nữ hoàng ha. Nói chung là khi mấy cái tên này là tùy shop nó gọi thôi. Màu trắng đẹp quá mấy chị ơi, nhanh tay chốt đơn. Chị ơi còn màu xanh lá không? Xanh đậu hết rồi tình yêu ơi. Xanh
đậu em hết rồi mấy chị ơi, xin đậu chứ. Rồi nha, em đang mặc ở size M nha mấy chị, em đang mặc ở size M nha. Tại ở đây không có S để cho em thử cho chuẩn form. Chứ S thì nó sẽ ôm hơn tí xíu nữa. Rồi ha, đây ha mấy chị nha. Nhưng mà nói chung em M ở đây em vẫn thấy form rất là đẹp nè, mấy chị thấy rõ chưa? Rồi, màu trắng giúp em nha. Ai ai mà chúc em M có mút luôn chị yêu ạ, à, có mút luôn. Rồi một set chỉ có 350.000 thôi. Nên là mấy chị chốt nhanh tay cho em nha. Hàng bên này là nút bọc luôn chứ không phải nút ngọc trai đâu nha. Nhớ kỹ giúp em luôn. Rồi set giùm em có túi nha. Quần may rất là dài cho mọi người luôn nha. Quần may rất là dài cho mọi người luôn. Mặc thoải mái cực kỳ. Có màu nào nữa rồi em dơ bảng màu lại cho mọi người luôn nha. Rồi chị Lily đen lên cho em thêm địa chỉ để em nốt lại ngày mai đi đơn nha chị nha. Rồi đây chị ơi, màu Lily đầm đen S. Đầm đen S là cái màu green đúng không? Nana lấy trắng nha, kèm size, kèm màu, kèm số điện thoại địa chỉ giùm em nha. Rồi, có tím sữa nè, có trắng nè, có xanh navy, có đen, xanh navy, đen và Nana lấy trắng S lên số điện thoại địa chỉ giùm em, cho em xem mấy màu em gửi. Trời, giờ em đâu có coi được tin nhắn của chị đâu. Mẫu nào chị yêu diễn tả đi em dơ cho coi luôn. M bên em là eo 68, S là eo 63 nha mấy chị nha. Em đang bận là size M nha. Cái màu vàng á chị là cái nào chị yêu? Cái màu vàng căng mặt kìa. Mấy chị hỏi gì trời. Rồi, Nana lấy chút. Chị ở Lily ở trên đó là nói là lấy trắng. À, đầm đen, cái mẫu màu vàng. Có thể là chị lấy cái marine đen S. Ok chị em hiểu rồi. Rồi qua mẹ nha mấy chị. Mấy chị nãy giờ kêu lên Lani đúng không? Đầm sẻ là Lani đúng không chị yêu? Rồi em qua mã nha. Thà Minh Thư có mấy mẫu? Cho em xem đen S hả? Cái mã này hiện tại đâu có đen ở đây đâu. Em chốt trước cho mấy chị thôi, ngày mai em trả đơn. Ngày mai cho em xem set tay dài phối chân váy đi. Set tay dài phối chân váy là thế nào trời? Em mã set phối ren á, mã set may á. Lily ok chị Lily, một đầm đen ép nè. Nana lấy trắng ép lên cho em số điện thoại địa chỉ nha. Huỳnh Lâm Khả Ái đang bận là 300 350 nha Ái ơi. Rồi em qua mã chị ơi. Chị xem đầm đỏ dây sao đi. Em lên Lani cho cả nhà nè. Cái này không phải đỏ nha chị, cái này là cam. Cho em S đen. Rồi ok, Phạm Minh Thư lấy set nguyên đen. Set nguyên đúng không cả nhà? Lộn, set nguyên đúng không Thư ơi? Set nguyên chị Mẫu đang bận đúng không? Rồi lấy nguyên thì ghi nguyên cho em đi. Không ghi chị set thì nãy giờ em cũng chỉ mới ra một cái set thôi. Rồi em qua Lenny cho mọi người nha. Set đen S cho Phạm Minh Thư lên thêm số điện thoại địa chỉ cho em nha. Nên thông tin số điện thoại chị hồi nãy các em mặc là xanh na bì nha. Hồi nãy các em mặc là xanh na bì nha. Set em có thử. Set này em còn mấy set? Còn ít nha cả nhà. Đây ha. Mấy chị hỏi set này đúng không? À, ok chị Anna em thấy thông tin. Đây nè. Set cho mấy chị yêu chân váy ha. Chân váy và áo nha. Set này là 430.000 nha cả nhà. 430.000. Đó. Chị yêu nè hỏi đó. Ok Nana nè, Nana em thấy số điện thoại địa chỉ của Nana rồi nha. Rồi Phạm Minh Thư một S đen nè, một Nana là một S trắng cho Nana. Cái dây sau lưng cái đầm vàng đó. Cái này là đây không chị? Đây nha. Lấy set trắng đang mặc size S nha shop. Ok chị Nana. Ok chị Minh Thư.
dơ có màu gì? Một màu thôi chị yêu ơi. Một màu. Rồi em lên Lani cho cả nhà nè, em lên Lani cho cả nhà nè. Mẫu chị mới cầm là gì ạ? Có bán áo lẻ không? Không có bán áo lẻ, nó là set đó cả nhà. Đó là cả một set đó, set may á. Set này em bán lâu rồi mà. Bán rồi bị hót luôn. Cái màu đỏ chị ơi. À cái màu đỏ đợi em xíu đi, em lên Lani xong rồi em qua màu đó cho chị yêu coi nha. Em lên Lani xong rồi em qua màu đó cho chị coi. Đây Lani ha. Siêu hot mọi người ơi. Lani nhà em nha. Hồi này 100 gạch ha. Còn ít à. Em còn được nè. Trắng một chai là em chỉ còn đúng size M thôi nha cả nhà. Ít á. Để mẫu đang mặc bao nhiêu đó bạn? Dạ 350 nha chị yêu. Đây, Lani nhà em là quá hot rồi. Còn mấy set còn mấy cái nữa là mấy đầm mỗi màu còn được 3 4 5 cái gì đó. Màu trắng rồi còn mà được có 2 cái có size M, có cái có size S rồi. Nên là mọi người thích là phải lấy liền cho em nha. Xanh tây là chỉ còn một cái M nè. Rồi, đã hỏi mọi người thấy form chưa, đỉnh chưa? Eo mấy chị nhìn đi ha, ngực ra ngực, eo ra eo và mông ra mông. Form nhà em á, cái nào cũng là eo con kiến, mông 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 môi không mấy chế yêu. Rồi, riêng mã này cho em là S, xong 2, xong 3, M, xong 7, xong 8 cho em thôi ha. Xem Lani màu xanh với ok chị yêu. Rồi, Lani có mút không bạn? Không mút, bận ngực áo ngực giùm em. Nói sai luôn nha. Rồi, S, em màu cam gạch, em còn S và M. Nên là mọi người cứ chốt cam gạch đi ha, chị nào hớ thì em báo nha. Hình như S mà em cũng còn, S em còn cái gì nhiều á. Em mà em còn được 3 cái rồi. Màu xanh này dùm em nha, xanh tây. Xanh tây dùm em còn mờ thôi nha mấy chị, xanh tây còn mờ. Xanh tây còn mờ nha cả nhà. Còn cái S em đang cầm nữa. Trắng một chai còn mờ dùm em. Trắng một chai còn mờ. Trắng một chai còn mờ. Rồi màu trắng tinh là còn S M. Xanh đậu nữa, xanh đậu, xanh đậu nữa. Rồi màu này em chỉ còn S nha, xanh tay em chỉ còn S. Đợi xíu con mày là xanh đậu nha mọi người ơi, xanh đậu em cũng còn SM nha. Rồi mọi người chốt lên đi, chốt em đang mặc là 350 kèm size kèm màu giúp em nha. Có lên áo lẻ, dạ bên em không có bán áo lẻ chị ơi. Ở gì mã em đang mặc chị chốt màu xanh gì, xanh đậu S hả? Chị Trà My nè. Chị Trà My chị chốt xanh đậu hả? Sao chị biết có đậu, có lộn không? Chị chốt mã nào, chị sao bụng quá. Chốt em xanh đậu S, Trà My. Chị bé lấy mẫu nào vậy chị? Chốt mã em đang mặc đúng không à? Đây rồi chị. Đậu nữa nha cả nhà. Đậu. Chị nói gì không hiểu gì vậy? Vấy gì? Với em xem inbox có gửi các mẫu đúng chị thích đúng rồi. Rồi rồi dơ cho chị rồi, đúng rồi ok rồi. Ok chốt chị này nè. Rồi chị yêu lấy cái đậu này lên cho em số điện thoại địa chỉ nha. Chị Nguyễn Trà My lấy cái đậu này lên cho em số điện thoại địa chỉ nha chị yêu. Âu Thi đầm xám bling bling chỉ còn mờ hả chị? Đúng rồi chị yêu ơi, em còn mờ thôi. Lấy xanh nha cả nhà. Rồi em đứng form lại cho mọi người coi lần nữa nha. Em đau bụng quá. Em 66 size M với chị. Mã này em 66 size M nha. Rồi đặt nhanh tay giúp em nhé. Màu cam gạch, màu lấy em gạch S cho chị Nguyễn Thị Như Quỳnh. Ok mã Như Quỳnh xuất sắc luôn, có 350 thôi mọi người ơi. Mà không em mới có điện thoại mọi người, sorry chị mọi người. Chị thích mấy cái có nút nữa cơ. Rồi em biết cái đầm đó rồi, cổ lỗ có nút là chưa có luôn chị yêu, chưa hết rồi. Đây nè, rồi cái đậu còn đậu nha cả nhà. Rồi chốt cho tình yêu Trà My lên thêm địa chỉ cho em ha. Cho tình yêu Nguyễn Thị Như Quỳnh một gạch S nè, nãy em có đơn ok biết mà nhớ nè. Rồi mã này ai chốt nữa thì nhanh tay lên giúp em nha. Rồi, còn nâu luôn nè. Trời ơi, nâu, nâu, nâu đẹp lắm nha mẹ ơi. Âu Thi nè, shop có bóp lại xét không ạ? Dạ không có chị yêu ơi, về bóp giùm em nha. Nâu nè cả nhà. Nâu tay nha. Nâu nè, thôi, có 1 cái, 2 cái thôi. Sắc luôn, xinh nhanh.
để trong bọc lấy cái em à. Nâu nha, hơi bị xuất sắc luôn á. Xanh tay có mà. Xanh tay có chiều không phải? Cái đó bị lỗi á. Ừ, kiểm tra lỗi nha. Đàm xám bao giờ nhúng kim tuyến cho em xem lại với ạ. À. Em còn em mờ không chị ơi. Rồi sao mới chết họ xám nhiều quá ha. Đây chị. Em còn em mờ thôi nha. Tính ra cái còn cái S đang treo qua vậy. Biết luôn. Vậy là còn cái S đó mới chế. Hồi nãy có chốt cái S nào trong đây chưa? Hay là tại chưa chốt? Chốt đi. Tính ra cái màu màu xanh nó nổi bật cái bling bling hơn là cái màu xám. Thôi tùy mấy chị lấy thì mấy chị lấy thôi. Chứ nói nhiều khi mấy chị ấy nữa. Đây nha. Xám S em còn cái nha mấy chị ơi. Xám S em còn cái nha. Đó, nói chung là em nhìn nó phía bên ngoài là em thấy cái màu xanh nó bling nhiều hơn. Rồi. Nè, nâu nè mấy chị yêu. Nâu nè. Nâu ha. Bao nhiêu mấy chị vậy? Chốt em kết đi. Ok, Âu Thi nè. Âu Thi có phần hợp chị không ha? Em 55. Dạ chị ơi, chị về chị tự đo eo đi chứ bên em không có tư vấn theo số ký chị ạ. Thì tư vấn theo số ký nó không có đúng đâu. Thì cái này mấy chị thấy không, em 53. 53 mà cao 53 ký 1 cao 1m6 nhưng mà vòng em có 63 mấy chị. Đâu có đúng đâu. Không có chuẩn không mấy chị. Không có chuẩn nha. Mua về bận gọng lên chật xuống nữa. Rồi mấy chị đo qua mẫu nha mấy chị. Giờ em qua mẫu luôn. Em qua mẫu Alice nha. Alice em cũng ít à. Hôm nay qua mẫu nhanh nhanh cho mấy chị coi mẫu được nhiều mẫu. Chắc lên bóc chị nha. Dạ. Chị Tràng My chưa cho em địa chỉ nè. Kim Tuyến 360 tình yêu ơi. Chốt cho em lại mẫu win đen thôi với mẫu bling size S hết ạ. À. Ok nha. Mẫu này có được à? Mẫu này mới chế hốt xanh đá trước không ạ? Xanh đá em còn S thôi mọi người. Rồi mã này em còn như đây nữa là hết hàng rồi. Tầm khoảng 10 bộ nữa hết hàng nha. 1m68 bận ngắn không chị? Mẫu đang bận là không ngắn đó chị. Không ngắn đâu chị ơi, em 1m6. Nâu tây đó size S đó chị Hồ Bảo Yên. Em bận qua mắt cá luôn. Mã này em 1m6 bận qua mắt cá nha. Quan trọng là mấy chị phải biết cách bận nghe cái đúng cái form của mình đó. Rồi thôi em qua mã mấy chị ơi. Em qua mã Alice này nữa nghỉ nha. Lên mã em đang bận trước đi kia. Rồi em lên cái mã em đang bận cho mấy chị nha. Cái màu Alice này màu xanh đá là hết trước nè mấy chị. Xanh đá này nó hết trước. Rồi cái mẫu em đang bận nha. Ngày xưa là em làm cái form này là cái form tay dài mà đợt mà tay dài lưới mấy chị nhớ không? Thì cái mùa hè này nó nóng quá thì em không có lên tay dài lưới giúp chị. Tại vì mấy chị thích cái form này. Cái form này được một cái á, cái ngực nó làm cái ngực cho mấy chị đầy lắm. Rồi eo cũng nhỏ và cũng hấp mông nữa. Che được bắp tay to luôn nha cả nhà. Đó, mẫu này ha. Chị nào mà biết cái form mà đầm kim tuyến là đã biết cái mẫu này rồi. Mẫu này em có được màu em đang bận là màu nâu đậm nè. Màu nâu đậm. Ê, màu em đang bận là màu nâu nhạt nha. Nâu nhạt nè. Màu này là màu nâu đậm nha cả nhà. Có sẵn mút ngực rồi ha. Mút em làm phần cúp. Ở đây là phần cúp trái tim nè mấy chị thấy không. Cúp này là cúp trái tim nha. Nên khi mà mấy chị bận nó tôn ngực cực kỳ tốt luôn ha. Rồi. Này là nâu nhạt, nâu đậm nha mấy chị. Em đang bận là nâu nhạt. Này là nâu đậm nè. Đó. Đen ha. Đen. Đen và đỏ. Đen nè. Đen ha. Đỏ. Đỏ này là đỏ đô nha. Đỏ đô nha. Mẫu kim tuyến 1m68 mặt ngắn không chị? Mặt ngang đùi chị. 1m68 là bận ngang đùi luôn á. Đây ha. Đỏ và trắng nha cả nhà. 1m68
xuống á hả, bụng kéo được. Thì bởi vậy mấy xăm tám bận ngang đùi, nếu mà ngắn nhất là ngang đùi nó chị. Yên tâm mấy chế. Mã đó mấy chị. Em nè. Kéo lên kéo xuống mà. Em treo như vậy thôi là chị đã thấy phơ nó dài rồi. Nó không có bị ngắn luôn á. Treo vậy thôi mà mấy xăm tám bận. Đó, chị nghĩ đi. Em 1m6 em muốn kéo tới đầu gói em vẫn kéo được mà mấy chị. Quan trọng là do mình kéo muốn bận như thế nào thôi mấy chị ơi. Quan trọng do mình ha. Rồi Ali giúp em nè. Em qua mẫu nha, Ali nha. Hôm nay lên mẫu nhanh cho mấy chị con được nhiều mẫu, mấy chị dùng đơn. Ali xinh lắm cả nhà ơi. Đây Ali đây, không có hở hang nhiều nha. Xíu xìu xìu vừa đây đủ đẹp thôi. Vừa đủ đẹp luôn. Đó, Ali cho em đi. Váy đang mặc màu gì em chốt? Hồng nu. Màu này mà hồng nu nha mọi người. Rồi hồng nu giúp em ha. Hồng nu em chỉ còn S nha mọi người. Hồng nu hiện tại em chỉ còn S nè. Để em coi nào, còn mờ em báo với chị luôn. Chỉ còn đỏ mờ thôi hay sao? Hết mờ. Còn nu mờ đó, còn nu mờ. Nha cả nhà. Còn một cái nu mờ đẹp mà có bụng sợ mặt không đẹp. Có bụng chị yêu lấy màu tối xuống đi. Còn không thì mình ráng giảm cân một xíu mà chị yêu. Tại vì mình đã... bụng vô mấy chị ơi, là phụ nữ ai cũng sẽ có bụng một tí xíu ha. Đây nu mờ cái đây nha. Còn được hai cái nu mờ. Rồi em mời em còn được hai cái nữa là hết ha. Còn là những màu còn lại là toàn S hết giúp em nha. Rồi cả nhà chốt S, eo xăm 3, mờ eo xăm 8 em. Đang đứng xa ngay cho mấy chị coi nha. Mút ngực tháo ra được phải không em? Được chứ chị. Được chị ơi, tháo thì chị sẽ rã ra. Tháo rã rã. Rã ra cho chị tháo rồi chị may lại giúp em. Nhưng mà cái mút này em làm mút ngực xịn nha mấy chị á, chứ mới làm mút ngực dởm đâu. Alice đỡ S cho Yến Hồng Lý nè. Nu có S không? Có chị. Nu có S cho mấy có chị. Có đầy đủ, S, mấy chị cứ chốt đi. Có màu á đó, mấy chị chốt đi. Màu hồng chị đang mặc và màu hồng sáng không? Hồng nu chị yêu. Hồng nu á, xinh lắm. Y như màn hình luôn. Alice đỡ S cho chị Yến Hồng Lý nè. Rồi chị Nguyễn Hiền nè, Ali nè. Chị khách cũ cho em địa chỉ thông tin đi chị. Cho em số điện thoại đi chị. Khách cũ cho em số điện thoại cũng được. Rồi Ali Hồng mé cho Nguyễn Hiền. Rồi Nguyễn Trà My Nu nè. Nu S cho Nguyễn Trà My nè. Ủa Nguyễn Trà My nãy giờ cho thông tin chưa ta? Chưa luôn á. Dạ ơi không cho thông tin em không chốt nha chị yêu ơi. Trời ơi điện thoại địa chỉ đi chị yêu ơi. Chị có một cái nu bên mình nhưng Đầm mà Đầm có tay đang mặc là giá 360 nha chị nha. Ali cũng là 360 luôn nha mọi người. Nu đó có thể là nu gold rồi đó chị. Nu đợt này là nu sáng ha. 82 Bà Trưng. Cho em thông tin số điện thoại luôn chị yêu ơi. 82 Bà Trưng ở thành phố nào, ở tỉnh nào, ở huyện nào, ở phường nào nữa chị yêu. Chị yêu cho thông tin mệt mỏi luôn. Cho chị xem nu kìa. Nu với xám. Cái này là xám ha. Xám tay cực kỳ luôn, nu nè. Lấy em Đầm Kim Tuyến màu xám mờ cho Huỳnh Tú Huy. Dạ vừa ok, chốt cho Huỳnh Tú Vi một cái nè. Huỳnh Tú Vi nè. Hết rồi cả nhà. Em hết link rồi đó nha. Rồi Nguyễn Trà My ok chị yêu. Là chị yêu một cái Nguyễn Trà My là chị yêu lấy cái nào ta? Không biết. Nãy giờ chị chốt thì chưa chốt luôn. Giờ cứ chốt trước cho chị cái này đi. Nu đi, một cái nu. Chị xem nu lại với này chị yêu. Chị chốt thì chốt lại giùm em luôn ha. Màu nu này nu sáng nha chị. Đó, như like thôi à. Cái màu như like thôi. Y chang like, tại vì like em không có chỉnh filter. Nên là trên like sao là ở ngoài y chang vậy với mấy chị. Đây nè, em đứng vô cho mấy chị xem form mình nữa nha. Để em đang đau bụng á. Đây mấy chị ơi, xinh lắm. Em đứng gần cho mấy chị xem nè. Cái cúp của nó nè. May rất là đẹp luôn, xuất sắc cho mấy chị khỏi lo. Dạ không có size XL, chị yêu bên em size S và M thôi à. Size L em cũng may nữa, size XL có được chị yêu. Mẫu đang mực không hở lưng, sao mấy chế sợ hở lưng vậy? Này đâu hở lưng gì đâu mấy chế. Mẫu nào mà em làm hở lưng là ít khi nào em làm hở phía trước lắm. Một là hở lưng.
Thôi mà hở lưng thì tự nhiên em sẽ quay qua cho mấy chị coi. Tại vì nếu mà hở lưng thì cái điểm nhấn cái đầm đó là sẽ là hở lưng mấy chị ơi. Ủa chị Trà My sao vậy ta, nãy giờ cho chị xem ngu rồi mà. Rồi bây giờ chị, mấy chị không muốn xem gì nữa không mà. Để em muốn xem đầu bị mắt rồi. Chốt cái màu mẫu đang mặc cho chị nha. Rồi ok, chị chốt hồng nu ha. Chị lấy size nào chị ơi? Chị lấy, nếu mà size M thì em chỉ còn nu thôi nha. Còn S, S thì em còn đủ màu. Lavender nha cả nhà, lavender nè. Lavender em còn được hồng, mỗi màu một cái luôn á. Lavender hồng S nha. Rồi cô đổ dài hay ngắn vậy chị? Hồng S nè. Xanh đá là size đá M, đá M và nâu S nha cả nhà. Hồng S, xanh đá M và nâu S nha. Lavender nha cả nhà. Ok, em chốt cho chị một cái Alice S màu hồng nha chị Trà My. Trà My. À chị ơi, chị đợi nãy giờ hả? Rồi ok, em cố gắng em lên nè. Chị muốn lên dài hay ngắn thì chị Mỹ Linh ơi. Em lên nè. Dài ngắn bắt chân. Dạ rồi ok chị. Tới với em mà chị có đầm dài nhiều, ít đầm ngắn. Qua em mày đầm dài chịu không đầm ngắn. Thế mẫu mannequin mặc có màu gì? Màu vàng, màu trắng. Vàng em bận là chị, trắng, đen. Mỗi màu còn tới cái. Đậu em còn ép thôi nha cả nhà, đậu em còn ép thôi. Trời ơi, nói thật không mua cái này là tiếc lắm luôn. Phơm đỉnh của đỉnh luôn. Rồi lên cổ đổ với cả nhà nha, chị xem trắng với. Trắng rồi. Trắng gì mã nào vậy chị? Rồi qua cổ đổ nha. Âu Thi lúc nãy em cho địa chỉ chưa? Ok nha. Trắng nè chị. Không không nhớ nữa. Không nhớ thì cho chưa nữa, chắc cho rồi chị ơi, trắng nha, trắng ngọc trai ha. Chốt trắng ghét nha em. Dạ. Trắng ghét cho chị yêu. Mẫu mặc áo ngực được không em, cho chị xem màu kia, màu xám. Mẫu mặc mặc áo ngực được không em? Mặc đồ áo ngực chị, không có hở lưng, không có hở lưng nha. Rồi cái này cho chị Trà My nè. Thôi là đã thấy đẹp rồi. Còn mẫu đang chéo đỏ đô chị xem nữa nha. Mẫu đang chéo đỏ đô, trời đang chéo đỏ đô mà nói em chết liền. Có tay gánh tiền hay sao chị? Gò ok chị yêu, cảm ơn chị Âu Thi nè. Hỏi mấy chị dễ thương quá. Cho em xem đầm nâu tay được không ạ? Nâu tay là đầm nào? Chỉ có lani thôi đó, chỉ có lani có nâu thôi đó. Rồi đem mấy chị ơi. Rồi đếm like xong rồi đi cho coi nha. Coi cô đổ cho em luôn nè. Rồi coi đổ chưa? Đi mọi người ơi, em qua đổ nè. Đổ nhà em giá là chị mua hết hồn. Hôm qua em khách qua mua đồ, khách thử xong hết rồi hỏi bao nhiêu tiền, cái em báo giá. Trời hết hồn. Rẻ chị. Ở bên em bán hàng có để mà. Váy mặc là 280 chị. Rồi em lên màu nha, mỗi màu như giờ còn cái không. Chị chốt nhanh tay nha. Em đang mặc là size M nha chị. Chị yêu nào thích ôm thì cứ lấy đúng size nha. Đây nãy thôi. Ở ngoài để gì em mặc đó luôn cho nhanh. Trumming còn là màu nào? Dạ giờ em lên màu nè mấy chị ơi. Váy chị mặc gờ gờ em trả lời không. Rồi đưa chiếu đang lưng lấy thử tấm tiền cho chị coi.
Rồi em dơ bảng màu nha mấy chị nha. Giá bao nhiêu ạ? Rồi em đang mặc là 280 nha mấy chị. Rồi đây nha, màu nu nha mấy chị. Màu em đang dơ màu nu, màu trắng. Em đang mặc là màu trắng hộp trai. Phải mẫu này không chị? Màu đỏ nha mấy chị, đỏ huyết nè. Đỏ huyết. Rồi đây nha mấy chị, màu đậu nè. Màu đậu. Màu sám xanh. Màu nâu. Còn màu này là màu champagne nha mấy chị. Màu này màu champagne giúp em. Champagne. Champagne. Không có màu đỏ huyết à em? Không, mẫu đỏ huyết em. Đỏ huyết em. Mấy chị lộn mã nào đó rồi, có gì thôi à, cái gì chị inbox đi, em coi em trả lời cái mẫu đó còn cho chị không nha. Em chốt trước cho chị cái Alice nha. Tại giờ nhiều khi chị không nhờ chị vô chị coi bên trang của em á, cái mẫu có tên gì. Chị có đơn trên line rồi đó, tí là chị nhắn tin cái mẫu chị coi cái mẫu có tên gì rồi đó, rồi em coi cho nha. Chốt cho. Rồi, đổ giùm em nha, đổ giùm em mấy chị chốt. Giờ em không biết mấy chị cứ chốt đi rồi em coi còn màu gì em chốt màu đó. Lấy em màu cuối chị vừa đưa champagne. Champagne size. Rồi màu xanh nha mấy chị, xanh tay nha, xanh tay nhạt nha, màu hồng nu nè, mấy cái hồng nu em còn mờ không luôn á. Hồng nu, hồng tím. Chị Huỳnh Ngọc Yến Trâm, chị lấy size S không chị ơi? Mẫu em đang mặc mà gì? Mẫu em đang mặc mà N cho chị nha là sao? Coi mẫu đang mặc màu xanh sáng đi em. Đó, em mới dơ luôn. Em mới dơ xanh tay nè. Xanh tay giúp em nha, xanh tay. 280 nha các chị em. Màu chị mỏng mà. Lấy cái gì cho em số điện thoại, địa chỉ kèm size kèm màu mấy chị ơi. Đúng rồi chị. Yến Trâm kìa. Bộ đổ size S màu champagne rồi Huyền đổ nè. Là chị Yến Trâm một đổ S nè, chị Huyền ăn đổ nè, một S nè. Rồi mẫu đấy chị chốt xanh nè, chị Trà My nè, chị lấy xanh S đúng không? Với luôn nha, dồn đơn dạ rồi ok, chị xem hồng nu và hồng tím. Dạ rồi, Yến dơ nè. Cho cảm ơn nhà em và các thầy cô á, đợt này là nhiều màu cho mấy chị. Những đợt sau là em không còn giải để lên nhiều màu đâu, những đợt sau thì chỉ có màu trắng, màu nu, màu đen thôi á. Coi như là đợt này là chị yêu nào mà mua được giống như mấy cái màu hồng đất, hồng nu, màu xanh tây, màu xanh đậu rồi mấy chị. Coi như là đợt này là em hết vải luôn rồi, tại vì vô mùa dịch như thế này là không có đi mua vải được á, là không có vải để may lên mấy cái màu xinh như thế này cho mấy chị nữa đâu nha. Đây là hồng nu size M nha mấy chị, cái cuối rồi đó. Hồng nu size M, đây là hồng tím nha. Champagne em hết S rồi. Trâm ơi đổi màu giùm em nha. Trâm ơi, champagne em hết S rồi. Champagne hồng S nu. Cái này lỗi. Champagne hết lỗi rồi. Theo đi. Đây champagne S cái cuối lỗi nè. Nó bị lỗi xước giải nha mấy chị ơi. Như thế này nha mấy chị đó, mấy chị thấy được á. Đó, nó bị lỗi xước giải nha. Em này em sale cho mấy chị còn 250 thôi. Sale cho mấy chị còn 250 luôn nha. Ai lấy thì nhanh tay nha. Em còn cái cuối, chị nào lấy cái champagne 250 thì comment cho em nha. Cái nào lỗi thì em báo lỗi cho mấy chị luôn, size S. Rồi chị Bằng Ngân lấy màu mẫu mặt size M lên cho em nữa nha em. Hồng tím S cho chị Nguyễn Trà My nè. Hình như hồng chị, tím hồi nãy em báo còn M phải đem. Chị Ngọc Mỹ Linh lấy hồng nu cổ đổ M lên cho em số điện thoại địa chỉ nha chị yêu ơi. Mấy chị yêu chốt cái gì lên cho em số điện thoại địa chỉ nha. Mẫu dây chị chốt xanh với nu nha. Huyền Anh đổ xanh với nu, xanh này đúng không? Thầy S em hót rồi các nhà ơi. S em S còn như đây nha mấy chị. Giờ S em còn như đây nè. Em dơ màu S lại cho mấy chị coi nha. S em còn đỏ nè. S em còn đỏ nè. Ok, vậy lấy trăm vậy lấy cái M cho chị yêu ha. Lấy S cái em M còn đỏ nè. Em đang mặc M nè, nãy giờ mấy chị thấy em mặc S á, giờ em đang mặc M vẫn ok mà, mấy chị đổi M giúp em đi. Rồi S em còn xanh tay đậm nè. Ở đây không có luôn rồi, em còn cái em chưa treo ra nè, xanh tay đậm nè. Rồi xanh xanh đậu nè mấy chị ơi, xanh đậu ha. S em xanh 3 mà em xanh 8.
Rồi hồng nu nè mấy chị. Chị nào hồi nãy mới chốt hồng tím mà sang S là chốt qua hồng nu giúp em nha. Em để mẫu lỗi cho chị nha. Rồi cái lỗi để cho chị ra chị chà mi. Để lỗi cho chị nha. Mấy chị ơi mua 5 cái là mấy chị sẽ được được giá sỉ. Nhưng mà không tính hàng lỗi trong đó nha mấy chị nha. Không tính hàng lỗi trong đó. Nên là mấy chị yêu nào mà muốn mua hàng bên em mà để được giá sỉ á thì đủ bạn này vô mua cũng được ha. 5 cái là được giá sỉ rồi. Rồi, thế chị lấy màu hồng tím nha. Rồi chị lấy okay. Màu hồng tím cho chị Trà My. Lấy sỉ thì phải sẽ chuyển khoản nha mấy chị nha. Sỉ một cái em sẽ trừ 50.000 trên một sản phẩm luôn. Nên là cứ 5 cái là mấy chị sẽ được giá sỉ giúp em. Hồng Nuet Mel Nana lấy hồng Nuet lên số điện thoại địa chỉ giùm em ha. Hồng hồng Nu M cho chị Ngọc Mỹ Linh nè. Hồng Nu M cho chị Mỹ Linh nha. Hồi nãy size S là những màu đó là em dơ là còn S á. Nên là các chị yêu lấy S chị lấy mấy màu đó giúp em nha. Rồi chị Bằng Ngân S cái cuối nè. Chị yêu nào mà Bằng Ngân là tay là Ngọc cái chai S thì cái cuối nha. Ngọc trai M, đây là em đang mặc M nhưng không phải mặc ai size S như nãy giờ nữa. Tại vì em hết size S rồi. Tàng ngân Ngọc trai M. Xinh lắm chị ơi. Chị Huyền Anh đổ thôi, hết em hết champagne rồi chị yêu đổi màu giùm em nha. Hình như bận thoải mái hơn thì nó đỡ thấy bụng hơn xíu đó mấy chị. Mel Nana lấy hồng Nuet cho em nha, 5 cái tính ba. Để chị phân cái gì? Phân ca cửa hàng. Để chị phân cả cửa hàng. Mấy chị yêu 5 cái bên em đã để giá sỉ. Dạ không chị, không sỉ. Từ sỉ là 5 sản phẩm trong một ngày luôn á mấy chị. Chứ dạ, không phải là dồn ngày này qua ngày khác rồi, đâu. Không có dồn nha mấy chị, phải trong một like hoặc là một ngày. Chứ 5 cái mà để sỉ dồn em bán gì đâu mấy chị. Không có được dồn mấy chị, thông cảm giúp em nha. Là chỉ trong một ngày mấy chị lấy 5 cái em sẽ để giá sỉ là cái thứ nhất. Cái thứ hai là mấy chị phải chuyển khoản nếu mà mua online nha. Phải chuyển khoản em mới đi đơn. Rồi ok Mel Nana nè, Mel Nana thấy số điện thoại địa chỉ rồi. Đã được mua giá sỉ là phải có những cái ràng buộc đi theo đó mấy chị mới được để phải chuyển khoản là mới đi đơn nha mấy chị. Đó, nên là khi mấy chị đã được mua giá sỉ là phải có những cái ràng buộc đó. Nên thông cảm giúp em nha. Mẫu chị mặc tím mờ rồi Ánh Tuyết lên số điện thoại địa chỉ cho em nha. Cổ đổ đúng rồi, không có mối chị cổ đổ mấy mút vô sẽ không được đẹp nữa nha chị yêu. Rồi Ánh Tuyết lên số điện thoại địa chỉ giùm em nha. Tím mờ cái màu champagne này em cũng mê lắm á, mấy chị lấy champagne mờ đi. Em cái màu champagne này lắm á mà em hết ép rồi. Ngày xưa em lúc mà màu champagne này mới về á là em bận nó liền luôn. Thì em rất thích cái màu champagne này. Giờ champagne em còn mờ thôi. Gì? Đá là chị đá mờ rồi. Đá mờ nha, xanh đá mờ. Hiện tại như em mờ em còn á. Đá mờ với lại em bận chầm cho mấy chị con. Đá mờ với lại ngực 90 thì mấy chị bận sẽ đỡ bị đổ nha. Ngực 90 mấy chị bận nó sẽ căng ra luôn, nó không đổ nữa nha mấy chị nha. Ngực 90 mấy chị lấy em mờ thì bận ngực sẽ căng ra luôn, hết đổ giúp em nha. Đá mờ với tay đậm nha. Đây, trời ơi, màu champagne nè mấy chị ơi. Đây. Nâu tay có size mờ không khớp không chị? Nâu tay có size S. Nâu tay em còn một cái cuối size S đó mấy chị, tất thì lấy luôn đi. Đây em bận nè. Đó. Đá đó. Màu xanh đá mờ nè mấy chị. Em đang buông hàng nha mấy chị nè. Chốt chị đang mặc một cái tím cái, hồng, cái, một cái lỗi, một cái xanh. Xanh nào chị yêu? Xanh nào chị yêu ơi? Xanh nào giờ chị yêu ơi? Đây, đá nè. Rồi này là tay đậm nè. Tay đậm nè mấy chị. Một tay đậm nè. Tay thì như tay này em còn một S, một M mọi người. Một S, một M. Mà em mặc là tay nhạc bên nha. M dùng đơn cho Huyền Nguyễn. Tay nhạc M. Tay nhạc M có không? Không có đó. M. Rồi cái cuối cho chị Huyền Nguyễn. Cái M cuối cho chị Huyền Nguyễn nè. Xanh tay đó em hết. Xanh tay nhạc đó em hết rồi đó. Mặc áo ngực có bị lộ không? Không lộ. Không lộ nhỉ? Chị ơi. Mặc được áo ngực luôn mà. Ê, bên hẹn chị Quyên qua nặng mụn. Hôm qua chị Quyên nhắn tin kìa.
Vương đâu có hẹn đâu. Thấy chị Quyên nặng bụng mới nhắn tin kìa. Hồi sáng tại vì Vương hẹn sớm. Vương hẹn à. Chị đâu, Vương nói trễ quá thì chưa biết em có qua được không. Ý em đổi màu champagne mờ. Ok, anh Tuyết lên số điện thoại địa chỉ cho em nha. Rồi, champagne nha mấy chị. Champagne là ọt xanh bám luôn. Đậm đậm cho mấy chị xem. Ok nha. Chị chốt từ lúc đầu rồi, chị yêu chốt cái gì vậy? Cái xanh đấy em. Xanh tay đậm nè mấy chị, em thử một cái màu xanh tay đậm cho mấy chị xem. Tại mấy cái này em quá nhiều màu thiệt sự luôn á. Champagne mờ cho anh. Tại vì cổ đổ chỉ có đợt này em làm nhiều màu thôi, những đợt sau là không còn nhiều màu được em dư những đợt này đâu mấy chị. Tại vì giờ dịch nè là em không có đi mua giải được. Đây, xanh tay đây mấy chị ơi. Ôi, cái màu xanh tay xinh ơi là xinh mấy chị. Đây nha, xanh tay giúp em. Trời ơi, em còn đây gì mấy chị ơi. Đây nha, xanh tay nhà em còn 1F 1M luôn mấy chị. Rồi, xanh navy luôn nè cả nhà. Xanh tay đậm mấy chị chốt luôn cho em ha. Xanh navy luôn. Xanh navy còn mờ nè. Cái chất nó đẹp lắm, nhận hàng không ưng cái chất thì thôi luôn. Cái xanh em vừa chốt cho khách khác đó em. Rồi em hết mất tiêu rồi. Nãy giờ em dơ quá giờ xanh luôn. Xanh tè le hột me luôn. Xanh đá nè, xanh đá, xanh tay đậm. Em đang mặc là xanh tay đậm nha. Sao xanh canh nãy ra rồi á chị yêu. Ra rồi chị yêu ạ. Mặt đẹp lắm, yên tâm luôn. Mặt xinh lắm, mặt đẹp như canh luôn. Mẫu này mặt em đẹp y như canh. Em dơ cho mấy chị xem là mấy chị thấy rồi. Nè. Thật gì từ đầu em lên chị chốt. Vậy lúc đó chắc là chị chưa cho thông tin. Em chưa chốt á chị My ơi. Em đọc lại không có gì đi. Bây giờ tắt like mới đọc được chị yêu ạ. À. L A mặt. Cái mã này có L á Trinh. Mã này có L. Mã cô đổi đây mặt có L. Có L mấy cái chị. Có L mấy cái nè. Chị yêu nào thích chốt lờ nhanh tay cho em nè. Đây nha, lờ em có được màu nu ánh kim nè cả nhà. Nu ánh kim lờ L72 ha. Đây, hồng đất nha cả nhà. Rồi, xanh ánh kim cho em luôn á. Thì nó là xám xám bạc bạc xanh xanh á. Mình đến sớm mua được đồ chị yêu. Nhớ đeo khẩu trang giùm em nha chị Trang. Đây, màu hồng đất. Ủa có lờ hả chị? Có lờ. Lờ mà số lượng ít. Lờ em có mấy cái? Dạ 208 chị. Trắng chị đang mặc một cái mờ chị Isabella. Cho em xin số điện thoại địa chỉ nha. Em đang mặc ở trắng ngọc trai nha mấy chị. Rồi xanh ánh kim cho Hoàng Ngọc Khánh. Nâu tay L61 là size S nha chị yêu. Nâu tay E61 nha. Rồi chị Hồ Bảo Yến lên cho em số điện thoại địa chỉ nha. Đây nâu tay nè. Có màu nâu này nó đẹp. Hàng Ngọc Khánh cho em số điện thoại chưa? Rồi ok. Hàng Ngọc Khánh khách cũ rồi phải không? Rồi nâu tay nè. Nâu tay sẽ E61 mặt đẹp luôn nha. Hồ Bảo Yến ơi, lấy cho mình địa chỉ nữa nha. Cái L em lấy hết được không? Em ghé chị lấy thử thêm L. Được. L về mỗi màu chị lấy cái đúng không? Là mỗi màu chị lấy cái đúng không? Hàng Ngọc Khánh này mua ấy á. Mình biết rồi. Là lời chị lấy thêm hai màu đúng không? Một hồng với lại một nu ánh kim. Với lại một xanh. Là ba màu á, đúng thì ok giùm em nha. Mẫu, màu nãy em lấy có lờ không? Không có lờ, em chỉ có mấy màu em dơ thôi đó. Nu ánh kim có hết không? Nu ánh kim có thì phải. Cho mình số điện thoại. Bán rồi, inbox em ấy cho. Chị Xuân đổ lấy rồi. Hết rồi mấy chị. Chị xem màu xanh đổ. Chị xem màu gì? Chị xem màu xanh đổ đỏ. Đổ gì? Đỏ đổ xanh đỏ đổ. Chị hồng là. Rồi ok. Chị xem màu xanh đúng không? Chị lấy nu ánh kim là phải không? Là chị xem màu xanh đúng không? Rồi xanh đá nè. Này xanh đá nè chị yêu. Link em không có gò cho chị Khánh ơi. Cái này là xanh navy nè. Cái màu xanh navy đẹp lắm luôn. Em có một cái mẫu có tay sen L đó chị. Em còn mẫu có tay sen đỏ nè. Đỏ nè. Cho em đổi sang L được không shop? Anh Tuyết đổi sang L lấy. Là L em chỉ còn màu hồng thôi nha.
Rồi, tại giờ em chỉ còn hồng này thôi nè. Ok đó không chị? Này đó là hồng này nè. Xanh nhạt ý em, trà mi. Nhạt em hết rồi chị yêu. À, xanh tây nhạt thêm phẩm này nè. Nè, xanh ấy lộn, xanh xanh xám á chị yêu. Hoặc là xanh đậu ha. Đỏ lờ, không có lờ đỏ chị ơi. Đỏ có mờ rồi mà mờ này được cơ. Eo 70, 70 70 thôi. Có 70 nữa. 70 xăm hết má rồi, xăm chín thôi chị à. Dạ ok nha, đổi cho đổi cái hồng cho cho anh Tuyết. Là chị lấy gì? Chị cứ quăng vô đi. Chị đổi vô không? Là... Eo em 70 hả? Là M hay L? 70 á, 70 là bạn bạn có thể mặc được M, nhưng mà cái chất nào có co giãn bạn mới mặc được cơ. Còn không là bạn phải mặc L, L mới vừa. Tại bên mình M là eo 68 à. Lên lại này chị. Mấy chị có muốn em lên lại Marine không? Lên lại Marine không cả nhà ơi, tại vì Marine đẹp lắm. Có mẫu này L đúng không? Rồi đến lên L đi. Rồi lên lên L cho dài chị xem luôn nè. L em chỉ có ít lắm. Rồi. Cái mã này có L nè mấy chị ơi, SML. Tại em lên hàng có tay em mới lên L. Đây ha, siêu đẹp luôn á. Hàng này Marine S nữa nha em. Dạ rồi, Marine S. Ủa để em nhớ. Đây nha chị yêu. Mẫu này em có L ha. Màu đỏ nè. Marine S không? Màu hồng nè. Màu xanh nã ha. Màu tram ben. Và màu xanh, xanh này là xanh, xanh lý mới chứ. Rồi mẫu rô giờ hồi nãy á, là mấy chị có muốn coi không thì em lên lên lại đầm canh mang đi chị, màu xanh mà gì, màu xanh, màu xanh mà sớm mới ra phép tách của khách còn không. Rồi, mà Marine em chốt cho cái màu bạn đó, cái màu đó là màu xám bạc á Sương ơi, màu đó là màu xám bạc này nè Sương ơi. Cái màu này khi mà mấy chị á lên đèn nó ra xanh nha, nó ra rõ xanh hơn là khi mà mấy chị nhìn trên live. Đèn chiếu vô ra xanh hẳn luôn á. Giống như là ở đây á em, mấy chị em nhìn trên live thấy ra bạc bạc. Ồ ra bạc hẳn luôn, nhưng mà mấy chị ra ánh sáng mặt trời hay là ra đèn á. Marine chị Trà My lấy một S một đen à. À một trắng một đen S không chị ơi. Là lấy hai cái nha, cũng ok giúp em. Lên đi xanh tay đậm S còn nha. Còn chị ơi, chị lấy thì cho em thông tin số điện thoại địa chỉ nha. Nala em còn size S nha chị ơi, em hết rồi, em hết M rồi. Nên là chị mặc size gì vậy chị? Dạ rồi ok chị. Dạ ok chị Trà My ha. Em lên cho chị nữa. Để mặc mẫu Marine đi đến nhà đi. Rồi tớ cút tay luôn. Cổ đỡ xanh xám ép dùng đơn cho chị Huyền Anh Nguyễn là để xanh xám ép. Đây đúng không chị, xanh xám đậm này ha cho chị nha. Chị Nguyễn Huyền Anh nè, Huyền Quế, ý là Huyền Anh Đỗ nè. Huyền Anh Đỗ. Cái thiệt khách nhà em mà cho phía Bắc đó toàn là gái đẹp, Giáng sinh không ạ chị. Em nói thiệt, nội mà khách qua shop em mua đồ cũng là toàn nhìn hot thôi. Trời mà mấy chị ơi. Khách nào mua đồ lên đầm mẫu tay em mờ nha shop. Tất cả hàng bên em đều có em mờ hết mấy chị ơi. Tất cả đều có em mờ hết tất cả nhà. Đây. Trời nói thiệt, cái form nó đẹp ơi là đẹp luôn. Cái Marine đó mấy chị. Nè, chị xem đi. Chị nào mà không có cái Marine này mà để hụt ha là ủ lắm. Đó. Có sẵn bút ngực rồi nha mấy chị yêu. Có sẵn bút ngực rồi. Đó. Có dây tăng đơ luôn nha. Có dây tăng đơ. Bút ngực có sẵn luôn. Eo, ngực và mông ba vòng rõ ràng cho mấy chị luôn ha. Rồi đây nha, màu trắng nè. Màu cam bận là màu vàng. Có size S và size M ha. S em 63, M em 68. Rất là đẹp. Rồi màu trắng nè. Trắng này trắng ngọc trai nha, không phải trắng kinh nha.
Rồi màu đậu rồi cả nhà. Đậu hết trước luôn. Mấy nay mấy chị mê mẫu đang mặc M hay S đó. Bé đang mặc là S chị ơi. Còn nếu mà chị hỏi em mặc là M nha. Bé đang mặc là S nha. Em bận là S đó mấy chị yêu. Đẹp lắm. Nó ở dưới cái thân dưới của nó là thân cá mấy chị. Nên là nó thách dáng lắm. Xem không? Trắng nè. Đậu nè. Em bận là đen ha. Và vàng. Đậu em còn có hai trái thử gì nữa mấy chị ơi. Đậu còn hai cái S cuối cùng luôn á. Đậu em còn hai cái S cuối cùng luôn chị yêu. Nên đậu mình thử nha mấy chị nha. Lấy mình champagne. À, trăm minh trắng một chai S hả? Để em coi còn không? Trắng một chai còn hết S rồi. Hết S rồi, lấy M được không chị? Hình như M còn cái em đang bận luôn. M hình như còn cái em đang mặc nữa hả chị ơi? Trắng nè mấy chế. Trắng một chai còn cái em đang bận hoài. Trà My S. Chị... Nãy giờ em chốt chị S không á chị Trà My ơi. S nha, chị yêu lấy màu nào? L70. L70 bận size gì hả? L70 bận marine vừa không vui? L70 hả? Không dù hả? L70 bận marine mà chắc phải bận chất vàng với là chất đen hả? Ờ, nó mới coi giãn á. Cái chất vàng, chất đen với vừa á. Mọ. Nói chung L70 bắt cờ cái cờ xanh còn như chị Isabella ơi. Bắt cờ xanh mờ còn chị ơi. Lấy cho em không tin ha. Dạ, ok chị Trà My em lấy S cho chị rồi. Có size L không? Có L chị ơi, em phải mua phù hợp của em thôi. Chị bận ừ. Nếu mà vậy thì chị bận ôm lắm á, ôm cũng khiếp luôn á. Lộ bụng á. Sợ chị bận không đẹp thôi chứ. Bận thì vừa chứ mua về mặc không đẹp lại để đấy mấy chị ạ. Không mấy chị về nới đi, mẫu này của em có đường nới á. Thế shop cầm xanh bạc với hồng tím mình xem lại rồi chốt luôn nè. Em đánh dơ lại chị nha. Đang mặc bao nhiêu để chị xem chuẩn chưa? Đang mặc là 360 tình yêu ơi, đang mặc 360 nè, hồng tím nè. Nhưng mà hot S rồi nha, Xuân ơi. Hot S rồi á. Xuân lấy là Xuân lấy mờ bóp vô á. Đây ha, hồng tím nè. Với lại xanh nè. S thì chỉ cần hồng thôi, xanh bạc nè, xanh bạc. Đấy xanh xanh đậu đẹp á. Xanh đậu trời ngộ quá ha. Cái mẫu marine này nè mấy chị kêu em chốt xanh đậu quá trời. Cái queen set cũng vậy luôn. Queen set mới chế toàn mới đậu không luôn. Em ơi, mặc chị màu xám mở bụng đi. Em xin chị đặt à, em chuẩn bị kết thúc live thôi. Em kết thúc live em nghỉ rồi chị, em mệt lắm rồi. Em làm 1 tiếng mấy rồi. Hay là cái gì mấy chị ạ? Hình nó ồ có hình mà chị. Hình bên em là hình học hết nên là mấy chị coi đặt được không? Còn Quỳnh Như chốt lên đi, xanh tay đậm say S nè. Còn ok chốt chị nha. Ok Nhật Quỳnh chứ đọc Quỳnh Như gì em ạ? Em L70 size gì phù hợp với em size L đi chị yêu ạ? Size L70 là chưa ăn nữa, chị ăn vô là 72 là ok luôn ha. Trắng em M còn không xốp. Mẫu nào chị yêu ơi? Em chốt lại đơn dơ chị xem thêm mẫu thiếu mẫu nào không. Lát nữa là em chốt đơn là em sẽ nhắn tin qua inbox chụp lại tất cả các mẫu cho chị luôn nha. Ủa chị đã lấy xanh tay xanh tay nhẹ hay xanh tay đậm vậy? Tay đậm. Tay đậm thôi. Em check inbox chị chuẩn rồi shop. Dạ lúc nào em chốt đơn cũng sẽ check inbox hết đó chị yêu, yên tâm. Mẫu đang bận. À chị yêu lấy mẫu đang bận hả? Trắng M còn chị yêu. Còn size M được không chị? Trắng M còn được hai cái luôn á chị. Chị em còn M, chị chốt M được không? Hay là chị chốt tay nhẹ giùm em nha. Chị Phan Thanh Tuyền lấy mẫu đang bận màu trắng lên cho em số điện thoại địa chỉ nha. Xanh đậu S gộp đơn. Đậu S mẫu em đang bận phun mấy chế. Lên đi chị đậu xanh tay nhẹ đôi. Hay là Trang Minh vậy? Đậu S em còn có hai cái thôi á. Chị lấy đậu em đang bận hay là đậu Trang Minh vậy? Đậu Trang Minh nè mấy chế. Cho chị xem màu xám được không? Xám đẹp lắm, nãy em dơ cho coi rồi mà, đẹp lắm. Cái màu này là màu bán chạy mà. Xám nè, nu nè, hồng nè, mấy cái màu đó đó. Đúng rồi, mẫu tay trắng mờ lấy gì vậy trời. À dạ. lấy marine đúng không chị? Đúng rồi. Rồi cho em thông tin nha chị Nguyễn Thanh Tuyền. Thanh Tuyến rồi, Thanh Tuyến lên cho em số điện thoại chỉ rồi chị
chị Nguyễn Hiền lấy đậu S đang bận nữa nè. Chị Nhật Quỳnh ơi, Nguyễn Hiền là chị lấy xanh xanh nhạt ha. Ok, em chốt chị Nhật Quỳnh nè. Nguyễn Hiền, Nguyễn Hiền nè, Nguyễn Hiền. Cho em xem cho Minh Xanh đi vị chị. Một Marina S nha chị nha. Xanh Navy thì size M giùm em thôi nha. Navy M giùm em thôi. Chị Thanh Tuyền cho em thông tin đi chị ơi, em mới chốt được nha chị ơi. Trang Minh Xanh Navy hả? Đó cho rồi kìa, lên rồi kìa. Lên Thanh Tuyền rồi kìa, trắng rồi. Okay, còn đúng một cái nữa là hết rồi mới chết. Em mờ cái mẫu Marine này mới chị chốt nhanh ghê luôn. Trang Thanh Tuyền. Cho em xem lại xanh Lani xanh nhạt đi ạ. Đây, Lani xanh nhạt. Chỉ có S thôi nha cả nhà, cái này em không có M nha, chỉ có S thôi. Cô đổ lên rồi tình yêu ơi, cô đổ lên rồi. Chị yêu nào mà thích M lấy xanh tay đậm nha, xanh tay đậm em còn M thôi. Thấy chị muốn xem cái form này lại không? Rồi em kết thúc like luôn, lên thì em lên cho xem nha. Tại vì nha, cái này, em hết chăng? Tại vì cái này em lên đầu like, có thể là mấy chị nãy giờ chưa coi được á. Nên cô xem. Đổ, cô đổ em đang mặt rồi chị ơi. Có lên lại thì báo em không, thì em kết thúc like luôn. Hả? Tini Hồng Đức em có mờ chị? Có, có. Mờ, có sai mờ hả? Âm Hồng Như Kế thì nãy mới đem qua. Vậy nha mấy chị ơi, cô đổ nãy em mới mặt mà. Nên nhà em cô đổ em mặt đây nha. Cô đổ em đang mặt. Có Tini Hồng Đức mấy chị không, không biết nãy em cầm qua em cầm đâu rồi. Rồi em kết thúc like nha cả nhà. Này cho những cái bên sườn. Ok Nhật Quỳnh nha. Thôi em kết thúc like đây mấy chị ơi. Đậu S ok còn nha. Rồi kết thúc like nha mấy chị yêu. Rồi em kết thúc like.